thưa quý vị và các bạn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa đánh giá ban đầu về ổ dịch bạch hầu tại khu phố đoàn kết thị trấn mường lát huyện mường lát tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành ổ dịch lớn do nữ bệnh nhân phát hiện đầu tiên không xác định nguồn lây mường lát lại là huyện miền núi kinh tế khó khăn tỷ lệ tiêm chủng vaccine có thành phần bạch hầu nhiều năm đạt tỷ lệ rất thấp Tuy nhiên với việc phát hiện triển khai các biện pháp khoanh vùng khống chế dịch bệnh sớm, quyết liệt nên thời điểm này, ổ dịch Bạch Hầu tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát đang được kiểm soát tốt, đáp ứng công tác phòng chống dịch của địa phương kịp thời. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được khoanh vùng cách ly kịp thời. Hai ca bệnh Bạch Hầu mắc mới ghi nhận đều rõ nguồn lây từ bệnh nhân ban đầu đã được cách ly lấy mẫu điều trị kịp thời. Các trường hợp F1 khác được cách ly đúng quy định, do đó nguy cơ dịch bệnh bùng phát hiện tại thấp. Cái này có khi